Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim sticker lấy liền 20 Mỹ Kim 714-622-4298. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến phần tin tức, đó là có hai tên đàn ông đã bằng cách nào đó giả mạo làm nhân viên của cơ quan mật vụ trong một cái khoảng thời gian gần 2 năm thưa quý vị. Và cái vụ giả mạo này của chúng chỉ vô tình bị phát hiện mà thôi bởi cơ quan USPS. Thì cái chuyện này nó cũng rất là hy hữu là cái người phát thơ ở cái tòa nhà mà chúng ở đó, và đây là cái tòa nhà cũng dạng sang chứ không phải là tòa cái khu vực mà nghèo thưa quý vị. Cái ông phát thơ ổng bị tấn công ở bên trong cái tòa nhà này và không biết là ai làm, cho nên là USPS họ đã liên lạc với có thể là cảnh sát hay là sheriff, thì những người chuyên gia này đó họ đi vào bên trong và họ thẩm vấn điều tra những cái người sống ở đây. Thì khi mà gặp hai cái tên này đó thì các nhân viên điều tra yêu cầu là chúng đưa ID ra, thì chúng có đưa thôi quý vị, nhưng mà lại đưa những cái ID mà chúng giả làm cơ quan liên bang rồi đó, và chúng nói là chúng là thành viên của một cái team của Bộ Nội an lập ra, và Bộ Nội an lập ra một cái team gồm những cái special agent, gồm cảnh sát vân vân, để điều tra cái vụ tấn công tòa nhà Quốc hội đó, mà xui cho chúng là những cái người mà investigators này đó là họ đầy chuyên nghiệp, cho nên là họ biết từng cái cơ quan liên bang, và họ nó khẳng định là không hề có cái cơ quan này ở Bộ Nội an, và họ bắt đầu nghi ngờ hai cái tên này. Thì họ điều tra đó là đặc biệt đây là một cái tòa nhà như chúng tôi thưa là khu luxury apartment, là mỗi một tháng cái tiền thuê ở đây đó là trên 5.000 cho một apartment. Vậy mà bọn chúng mỗi một người đó thuê hai cái apartment thưa quý vị. Wow. Nghĩa là bọn chúng thuê 4 cái, một cái để ở, còn một cái chúng để không. Và đặc biệt là những người mà sống ở trong này đó nói là khi mà chúng vào thuê như vậy, chúng không hề giấu giếm, và chúng còn nói là chúng phải thuê để riêng một căn như vậy là để phục vụ cho cơ quan mật vụ. Thì thường những người cơ quan mật vụ thật đó, nếu như họ làm việc họ không bao giờ mà họ tung hê ra như vậy cả. Và sau đó thì cái những người mà investigators của USPS đó, họ còn phát hiện có một cái điểm đặc biệt, đó là đa số cư dân sống trong cái tòa nhà này đó là nhân viên làm việc cho FBI, Bộ Nội an, và có cả Bộ Quốc phòng và Hải quân của Hoa Kỳ nữa thưa quý vị. Cho nên là cái những người này họ cảm thấy là hai cái tên này rất là đáng nghi, nghĩa là chúng tìm cách tiếp cận với những nhân viên ở trong cái tòa nhà này. Và hiện nay sau khi mà hàng chục nhân viên FBI lục soát hai cái căn apartment của chúng thì phát hiện là chúng có rất nhiều vũ khí và những cái bộ đồ tactical gear, cái loại mà thường các cơ quan mật vụ mà họ hay sử dụng đó, và không biết là chúng bằng cách nào có được. Và hiện nay thân thế thật sự của chúng vẫn còn là một câu hỏi. Và bây giờ đó thì hiện thì cơ quan FBI họ cũng không có cho biết là trong suốt thời gian qua đó, những cái thông tin mà chúng moi được từ những người agent thật nó là những có phải những cái thông tin bí mật hay không, và liệu nó có ảnh hưởng gì đến cái sự an toàn của bà phu nhân tổng thống hay không. Các cái việc mà cung cấp những cái tin tức mật đó, và tình báo vân vân đó, ở Hoa Kỳ họ tổ chức rất là hay thưa quý vị. Không phải mình làm việc như vậy là mình sẽ biết được tất cả. Những cái thông tin đó chỉ có cái cấp nào mới biết được đến cấp đó thôi. Thì đó là lý do tại sao trong vòng 2 năm qua
mà bọn chúng tìm cách. Và chúng tôi nghĩ rằng cái mục tiêu cuối cùng tối hậu có thể lẻn vào được Tòa Bạch Ốc, có thể thực hiện vụ ám sát ông Biden hoặc ám sát bà Jill hoặc là các nhân vật quan trọng khác. Tức là, có nghĩa là thay vì lộ liễu tấn công tòa nhà Quốc hội thì bây giờ họ âm thầm bằng cách mua chuộc. Và trong suốt 2 năm qua, bởi vì những cái nhân viên họ mua chuộc được nó họ chỉ có nằm trong cái cấp thấp, vì thế có những cái thông tin cao hơn đó, thì cái nhóm này nhân viên mật vụ cũng vậy, họ chia ra làm từng phần. Và các nhân viên mật vụ mà bảo vệ cho Tổng thống đó thì lẽ đương nhiên ghê gớm lắm. Cho nên có những cái tin tức đó, mà thậm chí ngay cả những nhân viên bảo vệ Tổng thống Biden đó, cũng không có nghĩa là họ biết được nhiều cái chi tiết mật mà bên phía Tổng thống nghiên cứu hoặc là đang thảo luận về các chính sách này. Cho nên nhờ cái việc mà chia ra cấp như vậy đó, có những cái thông tin tối mật. Không có nghĩa là quý vị làm việc cho Tòa Bộ Quốc phòng mà quý vị sẽ biết được những cái thông tin đó. Họ chỉ cho biết được quý vị theo cái clearance của mình, theo cái cấp mà an ninh của mình để được biết những cái chi tiết đó. May là đã phá vỡ được, và không biết được nếu mà không phá vỡ được thì trong tương lai có những cái chi tiết nào có thể gây ảnh hưởng đến cả các nhân viên trong đó, kể cả cá nhân của Tổng thống. Tin tức liên quan đến coronavirus, chúng tôi trong vài ngày qua đã thông báo, bởi vì bên phía Anh Quốc họ nói bây giờ họ có ít nhất là trên 600 trường hợp nhiễm một cái biến thể mới, không phải là BA2, BA2, mà một biến thể mà họ gọi là loại Omicron mới, từ Omicron ra. Thì đây là những tin tức cho thấy rằng trường hợp lây nhiễm ở Anh Quốc đã vào nước Mỹ, và cái số trường hợp lây nhiễm đã tăng lên từ biến thể mới B2. Và trên bản đồ của Hoa Kỳ này chúng ta mới thấy được những nơi đó mà họ nói rằng từ LA, San Francisco, San Diego, đó là riêng ở California cũng đã bị lây nhiễm tăng. Và trong thông cáo mới nhất từ cơ quan CDC thì họ nói phân nửa các tiểu bang, tức là mình có 50 tiểu bang ở Mỹ này, thì 25 tiểu bang hiện nay họ tìm thấy số trường hợp lây nhiễm COVID đã tăng lên hơn phân nửa. Tăng lên không có nghĩa là đột biến, nhưng mà bắt đầu bây giờ nó tăng đó. Mà bây giờ nếu mà cứ đều bây giờ qua khỏi mùa hè và tới mùa thu năm nay, là từ tháng 9 đến tháng 10 là thời điểm bắt đầu cúm, thì họ nguy cơ, họ đang chờ đợi xem coi các số liệu mỗi ngày như thế nó tăng. Nếu mà nó tăng đều như vậy, có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ bước vào một cái làn sóng dịch mới của biến chủng Omicron BA2. Và vì vậy sẽ tạo nên mối quan tâm hơn nữa. Hiện nay thì họ vẫn đang giám sát thôi. Các hình ảnh này để cho thấy cơ quan y tế Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ về vấn đề xét nghiệm và cho chích ngừa. Thì bản tin ghi nhận ngày hôm nay, riêng ở California này họ tìm thấy biến chủng Omicron mới BA2 đó đã tăng thêm ở Los Angeles, tăng thêm ở San Diego và tăng luôn ở San Francisco, là ba nơi. Thì ở tại những nơi này, các chuyên gia và y tế họ đang theo dõi trường hợp lây nhiễm. Tuy nhiên, một tin lạc quan là với những người đã chích ngừa, nhất là với mũi thứ 3 rồi đó, bây giờ thì đang có mũi thứ 4, thì với mũi thứ 3 thì những người này không phải vào nhập viện. Họ chỉ bệnh thôi, nhưng mà có người thì không có triệu chứng, có người thì tự cách ly ở nhà, và có người chỉ có một vài ngày sau là qua khỏi. Và vì thế, Quốc hội Hoa Kỳ hiện nay đang thảo luận về việc cung cấp thêm ít nhất là 10 tỷ Mỹ Kim để mua các loại thuốc chữa trị coronavirus. Bên Pfizer cũng đã có rồi. Thì hiện nay các loại thuốc này đang được phân phối cho các bệnh viện. Nếu trường hợp trở nặng, nhất là những người chưa chích ngừa hoặc không chích mũi phụ trợ đó, nếu phải vào nhập viện, thì một trong những phương cách hiệu quả là cho uống thuốc trước. Tuy nhiên, một cái tin tức mới nhất liên quan đến mũi thứ 4 đó, thưa quý vị, thì đây là họ nói mũi thứ 4 được chích chỉ tạo được cái ảnh hưởng từ 4 tới 7 tuần lễ mà thôi. Và điều này cho thấy rằng cơ thể của chúng ta dần quen với thuốc chủng. Và khổ nỗi đó, dần quen với thuốc chủng, điều đó
cái sức đề kháng như vậy là càng ngày càng yếu đi. Hai mũi đầu tiên thì giúp được 70%, có trường hợp 90%, rồi sau đó bắt đầu nó giảm xuống còn có 30-40% thôi. Chích mũi thứ ba thì hỗ trợ 70%, nhưng mà sau một thời gian 3 tháng, 4 tháng nó giảm xuống còn có 30%, đó là mũi thứ ba. Tức là hai mũi đầu tiên là không tính rồi. Bây giờ chích mũi thứ tư luôn, tức là sau 4 tháng, 6 tháng sau, với những ai đã chích 3 mũi rồi đó, bây giờ chích mũi thứ tư luôn. Những người chích mũi thứ tư họ xem lại thì chỉ vài 7-8 tuần sau họ xem lại cái hệ kháng thể của cơ thể của những người chích mũi thứ tư này đó, thì thấy không còn hữu hiệu để chống lại, nhất là biến chủng B2 nữa, cho nên 3-2 nữa. Cho nên chúng tôi thấy rằng trong trường hợp này họ vẫn kêu gọi đi chích ngừa, nhưng mà cũng là tiếng tin tức để cho thấy rằng có chích ngừa thì cái cơ thể chúng ta đề kháng và còn tiếp tục trong tương lai với những biến chủng khác đó. Như vậy cái chuyện chích ngừa vẫn phải tiếp tục, mũi thứ 5, mũi thứ 6, mũi thứ 7 gì đó. Chúng tôi tiếp tục với bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi.